Công ty điện tử Hanh Nguyễn, công ty Auto Hanh Nguyễn xin trân trọng kính chào đến tất cả các bác, các anh chị, các bạn và các em nhé. Công ty điện tử Hanh Nguyễn này tiếp tục giới thiệu đến tất cả các bác, các anh chị một dòng mẫu loa đứng Bass 30 chiếc kèn titan có tên là Boss. Thì dòng loa Boss là một trong những dòng loa nổi tiếng nhất thế giới hiện nay. Chưa có một dòng loa nào mà có thương hiệu cũng như là độ mạnh như loa Boss. Loa Boss thì các biết rồi, nó không những là huyền thoại và đẳng cấp trên khắp thế giới. Thì hôm nay anh Nguyễn nhập được một nô loa Boss Bass 40 chiếc titan. Trước kia thì quay lại những dòng loa Boss thì các bác biết rồi, Boss thì 301 series rất nhiều, từ 2 đến 5, 6, 7. Còn dòng loa Boss 601 vân vân, những dòng ấy thường dòng loa Bass 20 và Bass 18 hoặc 25. Cho nên là với âm thanh ngày nay thì đòi hỏi không những hay mà phải còn mạnh, tức là nó thể hiện được rõ ràng ba giải trần, âm thanh phải chi tiết sạch sẽ và phải hài hòa. Thì công ty điện tử Hanh Nguyễn này nhập được 40 đô la Boss, dòng loa Boss có mã hiệu là Model BL12, 40 đô nhé, loa bãi Boss Mỹ, dòng loa Mỹ thôi nhé, chính thức của Mỹ luôn đấy. Như đây chính là phía ngoài của dòng loa Boss thì được thiết kế giống như cái dòng loa khác, tức là đều có một ê căng lưới sắt để bảo vệ và tăng lên cái độ thẩm mỹ. Bên trong là mút xốp và phía dưới loa một logo là Boss Precision Audio R+. Thì dòng R+, một trong dòng R+ ấy, thì những dòng thương hiệu và đẳng cấp hai có chữ R+ này. Và cái loa này được thiết kế một hình thang cân, tức là các cạnh góc đó là được thiết kế đều hai phía và độ cao của nó là 1, 2 và 3, tức là khoảng 70 cm. Những dòng loa này phục vụ việc hát karaoke, ghép phòng hát cũng như là nghe nhạc rất là tốt luôn. Thì công ty điện tử Hanh Nguyễn lại tiếp tục cập nhật những hàng mới nhất và các bác cùng tham khảo cũng như là để chiêm ngưỡng, để quyết định đưa ra cái quyết định để mua cho mình một đôi loa phục vụ việc nghe nhạc và hát karaoke. Thực ra loa thì hiện nay trên thị trường rất nhiều loa, thì mỗi loa nó có một cái đặc tính chung và riêng của nó. Thì đây là phía trước, thì em quay phía sau là cửa sổ đất khí. Đấy, cửa sổ đất khí theo truyền thống, và phía dưới là một cái miếng nhôm để ghi toàn bộ thông tin về loa cũng như là hỗ trợ đường cắm loa. Thì đây chính là loa có tên là Model Low BL12. Thì cái này các bác chú nhé, công suất tối thiểu nó là 450W và tối đa, ôi rồi chả lớn thế, là 900W. Tức là một đôi loa này là 1800W, lội trở là 8 ohm. Những dòng loa mạnh, sức mạnh bây giờ thường ta thiết kế là 8 ohm, còn dòng loa nhỏ hơn này nó dùng cho âm ly thôi. Những dòng này thì đánh với dòng thanh vừa du dương, vừa sức mạnh và vừa là hay. Thì đây chính là cái series mã vạch của nó đây. Và báo cáo các loa này, loa Boss được do trực tiếp là công ty Mỹ đặt trên đất nước của Trung Quốc sản xuất, Made in China. Nhưng dòng loa này do trực tiếp của Mỹ sản xuất, nó giống như là nhôm Đông Á của Trung Quốc trên Việt Nam, cũng như là iPhone, Nokia vân vân, hoặc Samsung Việt Nam. Nhưng thực ra là tất cả kỹ sư và bộ máy lòng cốt thì là do người Hàn Quốc sản xuất, nhưng công nhân Việt Nam mình có thể tham gia ở những khâu đóng gói rồi là quản lý. Nhưng mà công nghệ và kỹ thuật trực tiếp do người nước ngoài sản xuất. Thì cái dòng loa này chính là sản xuất trên đất nước Trung Quốc, nhưng nó là của Mỹ, do công ty Mỹ sản xuất trên đất nước Trung Quốc. Có model là BL12, công suất tối thiểu là 450W và công suất tối đa là 900W, lội trở 8 ohm. Và độ nhạy của loa này có nhé, độ nhạy của loa này là khoảng 101 dB, và hỗ trợ hai jack lưu trích, và có thể bác cắm từ âm ly vào đây hoặc quẩy vào đây, hoặc bác lối truyền với một loa khác.
rất là tiện lợi bằng rắc lưu xích, rắc chuyên nghiệp. Thì dòng loa này, dòng loa này có màu sơn màu tím, màu tím. Thế ở sau này có thể em đưa cho anh em mông má lại cho sạch sẽ này, bạn vẫn còn bẩn này. Đấy. Có thể sang màu đen, rất là giản, thì sơn nhẹ làm sao loa không những hay, tức là hay về chất âm mà còn phải đẹp về hình thức. Thì đôi loa, những đôi loa Nhật là 40 loa đẹp không tì vết, tức là rộng góc cạnh của nó là rất là sắc nét, chưa bị xuất sắc, đẹp từ trong ra ngoài mà từ ngoài vào trong, từ phân tần, từ bát, từ chét, từ thùng, từ vỏ, vân vân. Thì công ty Tử Hành Nguyễn em nhập được chính thức là được 40 đôi loa này các nhá, 40 đôi loa này, rất là nhiều loa luôn, bởi cái lô này nó quá đẹp cho nên em nhập hết. Thì bây giờ em sẽ quay ở phía trong của nó này, đây chính là bát và chét của nó, cái bát của nó này. Đây một dòng, đây cái dòng này là dòng từ leo nhá, từ leo, dòng loa từ leo, dòng họ là Seneton. Thì em đã giới thiệu các bác dòng từ leo là dòng đã xuất hiện ở dòng loa CAF nổi tiếng rồi. Đây bác rất là này, như một cái mũ phớt bình tông ấy, rất là lì luôn, sơn nó là sơn tĩnh điện cao cấp không han này, và là có cả mã vạch đây, tất cả loa mã vạch hết, là khung xương cá, xương cá rất là đẹp và thanh thoát, và một dòng hợp kim máy bay Mỹ người ta rất là hợp kim máy bay, vừa nhẹ vừa cứng và không bị mất từ trường. Thì 1 2 3 4 5 6, 6 là 12 nhảy này, được hàn liền với một cái khung tròn để đỡ cái màng loa, màng loa nhá. Cái từ nó không to lắm đâu, cái từ leo này nó quá thừa lực luôn, cái dòng từ leo là dòng từ có lực từ mạnh và thể hiện được tất cả giải tầng equalizer từ 20 hertz và đến 20 ký. Nhưng ngoài ra thì từ leo nó còn thể hiện được cái hồn, cái hồn của âm nhạc, cái hồn của trống, hồn của chung và hồn của chép. Thì đó là một cái dòng từ đặc biệt, có thể nói là một dòng từ cao cấp nhất hiện nay trên thế giới chứ không phải ở Việt Nam. Phía sau khung nhôm và cái màng đó thì đúng là gân dầu lụa nhá, đúng là gân dầu lụa rất bền bỉ theo thời gian, và màng giấy, màng giấy nhá, rất là nhạy. Cái này có thể đánh âm ly, có thể đánh được cụ đẩy lón loa, rất là đẹp, đẹp không tì vết, quá xuất sắc luôn này. Nhện, nhện của nó màu vàng, còn zin và tất cả cái màng loa đều có mã số hết, là dập bằng chữ đây, lại dập bằng chữ màu trắng đây. Tất cả có hết bao nhá. Là chắc này nó quá khủng này, chắc này nó phải từ cái chắc này nó phải từ khoảng 17, gần 17 bao nhá, nó khoảng tầm 17, bởi cái loa Mỹ nó hay làm lơ lửng lắm. Vì loa loa 18 không phải 20, dòng Mỹ dòng bốt ấy, cho nên nó làm lơ lửng, nó làm kiểu khác hiểu, một đất nước đẳng cấp mà thương hiệu, cho nên nó làm khác. Thì cái từ này chính là cái từ em thấy đô qua, nó gần 17 chứ không phải 17, là dòng từ leo, dòng từ leo quá khủng bác này, cái phễu này là một dạng nhựa động đặc biệt, còn tốt hơn cả kim loại luôn, cái nhựa này, và đều có mã vạch hết này, mã vạch đẹp xuất sắc không tì vết mà em cũng mê luôn. Được 4 cái lô về được 40 đôi em lấy cả luôn, nó đẹp cực kỳ luôn. Cái này mã vạch đây, mà bác nhìn phía trong này, à, cả phía sau này trong là con bốt này, biểu tượng bốt này đấy, bốt từ trong ra ngoài mà từ ngoài vào trong, dòng loa thương hiệu đẳng cấp này. Và cái này là của chuột, đây là chuột cắn bác nhá, cái này là bông tựa một bột nước biển đấy, nhấp nhô này, nhấp nhô công nghệ cao, cái nào những cái dòng bông thơm này đấy, công nghệ cao cấp, phân tần của nó như nhà máy điện nguyên tử, quá sợ luôn. Cái này là dòng tụ bạc, tụ bạc này, một tụ, hai tụ, ba tụ, bốn tụ, bốn tụ bạc và 1 2 3 4 điện trở, trong đó có 3 điện trở trở nhôm thoát nhiệt bằng miếng lò nhiệt cao cấp, và hai cuộn biến tần bằng dây đồng được cuốn trong một cái khung để mục đích là chia các giải tần đi đúng hướng, phân luồng các giải tần để sao đưa ra âm thanh chi tiết và sạch sẽ nhất. Đây là dòng loa bát 30 chiếc Kennetan, dòng họ từ leo, rất là đẹp và xuất sắc, và loa này là loa bãi mỹ rất là đẹp luôn, tuyệt vời luôn, công suất tối đa mắc là 2918 1900W,
em nhập rất nhiều vào nhé, 40 đôi, xếp không có chỗ xếp luôn, 40 đôi, rất là nhiều. Bây giờ em, phần nữa là phần test âm rất quan trọng. Bây giờ em sẽ là test âm một dòng loa đẳng cấp nhất thế giới, đó là Bose, loa đứng Bát 30, chiếc kèn Titan từ leo, dòng họ quý tộc, bác nghe nhé. Em xếp rất đơn giản, một cục đẩy này, một chiếc idol và một chiếc máy tính, không cầu kỳ, không trang trí, thể hiện rất mộc của đôi loa Bose. Bây giờ em sẽ thử bàn trống để thể hiện được cái uy lực của nó, xứng tầm với một đất nước quyền lực trên thế giới đó nha. Rất là gọn, sâu, uy lực. Bây giờ em test là bản nhạc có lời remix. Bây giờ em thử bản nhạc cả lời và chép. Không chịu được bạn, không chịu được. Và hôm nay em đã mời anh Quang Lập về trực tiếp thì em để hát tiết loa. Em mời các cùng nghe nhé. Gió cuộn mấy đứa về làm không gian chợt tối, khu phố xưa điêu loạn vì tay quân giặc thù. Nghẹn ngào tôi nghe như trời đất vỡ.
xưa đâu còn và dùng nhãn của anh. Thế toàn bộ quá trình em test âm đã xong cũng như là loa đã xong. Số lượng em không nhiều nhá, em chỉ nhập được 40 đôi thôi. 40 đôi, các bác nếu mà có nhu cầu thì các bác sẽ quyết định ngay. Bởi loa Mỹ nó về không có nhiều đâu. Nhưng dòng loa bãi Mỹ, bãi thì nó về theo lô thôi. Nên các bác mà ví dụ có nhu cầu thì lên gọi cho anh Nguyễn ngay. Bởi vì khi bán hết rồi lại tiếp nhá. Em chào các bác ạ.